cậu. Giáo chủ, thương tích thế nào rồi? Không sao. Tối hôm qua ta chỉ hao tốn nội lực nhiều quá. Anh à, Di Bất Chiên, ông hãy đến Đại Đô dò thăm tin tức của phái Nga Mi. Họ bỏ đi một mình, ta lo cho sự an nguy của họ. Dò thăm tin tức xong, chúng ta gặp nhau tại Miếu Quan ngoài thành. Tuân lệnh, Di huynh. Xin cáo từ. A Di Đà Phật. Các vị, ngày hôm qua nếu không nhờ Trương giáo chủ và các vị anh hùng tương cứu, lục đại phái Trung Nguyên của chúng ta chỉ sợ không thể thoát được kiếp nạn này. Ta cho rằng lục đại phái của Trung Nguyên trước kia là kẻ thù của Minh giáo, nhưng Trương giáo chủ đây đã lấy đức báo oán ra tay tương cứu, cho nên ân oán đôi bên đương nhiên là phải được giải sạch. Cảm ơn Trương giáo chủ. Thôi được rồi, hãy nghe ta nói. Bây giờ các vị đã được thoát hiểm, cũng là lúc chúng ta cáo từ. Cáo từ, xin cáo từ. Sau này Minh giáo của ta sẽ thương lượng lại với các đại phái về chuyện phản kháng lại triều đình. Theo lệnh của giáo chủ. Vô kỵ. Tới sư thúc, đại sư bá và nhị sư bá của con đang chờ bên kia. Dạ. Bái kiến Trương giáo chủ. Biệt lễ. Vô kỵ, chỗ này cách thành không xa. Tối hôm qua chúng ta đã đánh một trận tại Vạn An tự. Tình Nhữ Dương đó không dễ dàng bỏ qua. Chúng ta hãy rời khỏi nơi này cho sớm. Phải, công lực mọi người chưa có hồi phục lại, không phải thời cơ tốt để giết quan lính. Lánh mặt trước rồi tính sau. Đại bá, thương tích của ông thế nào? Không còn nguy hiểm nữa. Vô kỵ, vết thương kiếm đỉnh quang minh của cháu thế nào? Đã lành lại. Vô kỵ, lần này người của Minh giáo cũng tới cứu chúng tôi hả? Ờ, phải. Sau này con sẽ từ từ giải thích với các vị. Vô kỵ, vết thương trên người của Hiền Điệt thế nào rồi? Vô kỵ, dạ, Hiền Điệt làm giáo chủ của Minh giáo à? Ờ, cháu, cháu không muốn như vậy. Nhưng mà họ nghe lời của Hiền Điệt nói sao? Ờ, Vô kỵ, những người đó nhìn rất nhiều tà khí. Tiểu bá yên tâm, con khống chế được. Vậy thì tốt. Vô kỵ, khi nào con trở lên Võ Đan để thăm Thái sư phụ nữa vậy? Thái sư phụ gặp con nhất định sẽ rất là vui mừng. À, đúng. Đúng. Ờ đúng. Dạo trước con có về núi Võ Đan, có gặp Thái sư phụ. Hả? Con về núi Võ Đan hồi nào? Chuyện này nói ra dài dòng. Hôm nay con có chuyện quan trọng không thể giải thích tường tận cho các vị biết được. Sau này có cơ hội, con sẽ trở lên núi Võ Đan bái kiến các vị sư bá sư thúc và Thái sư phụ. Được. Vậy thì chúng ta chờ con trở về. Ta không cần biết con làm giáo chủ của ai, cho dù làm hoàng đế đi nữa cũng vẫn là hiền đệ của chúng ta. Chuyện này đương nhiên. Vô kỵ à, con nhân hậu đại lượng, tuổi còn trẻ đã làm giáo chủ của Minh giáo, hãy nên cẩn thận hơn. Con biết, cứ bảo yên tâm. Giáo chủ, thời gian không còn sớm. Cái gì sư bá? Vô kỵ xin cáo từ. Bảo sư bá cũng bảo trọng. Cáo từ. Nè, Vô kỵ à, nếu sau này có chuyện gì phiền phức thì hãy về núi Võ Đàng, thúc thúc và bả bá thu xếp cho người. Bảo trọng. Bảo trọng. Vị sư tỷ, sư muội, bây giờ sư phụ đã viên tịch. Tôi là trưởng môn nhân mới của phái Nga Mi. Tôi phải nên hộ tống tro cốt của sư phụ trở về Nga Mi. Nhưng mà tôi thừa lệnh của sư phụ phải tới Đại Đô xử lý một chuyện rất quan trọng. Cho nên xin các vị sư tỷ sư muội trở về Nga Mi trước.
Lần này Chu Chí Nhật ra đi, nhất định có chuyện xấu xảy ra, ảnh hưởng đến danh dự của Nga Mi. Diệp Bất Dương, thân thủ thì là mau. Thế nào, giờ thăm được tin tức của phái Nga Mi chưa? Ta đã tìm được vài manh mối ở Đại Đô. Phái Nga Mi không hề gặp nguy hiểm gì cả. Theo ta thấy, đám ni cô này không chừng đã trở về núi Nga Mi rồi. Được vậy thì tốt. Nhưng mà bà, có chuyện này ta muốn thương lượng lại với ông. Giáo chủ xin nói. Ta đã hứa với Triệu cô nương cho có mượn đồ Long Bảo Đao một thì thường, tuy rằng không tốt gì mấy, nhưng trước kia ta đã hứa làm giùm cổ ba chuyện. Đây là chuyện đầu tiên của cổ đề ra. Nếu như ta từ chối cổ, ta sợ cổ sẽ nêu ra vấn đề càng khó hơn nữa. Đại trưởng phu nói sao phải làm vậy, không thể nuốt lời được. Cho nên Dạ. Vậy được, ta trở vô thành trước. Di Bất Dương ông tới miền Nam triệu tập chúng giáo Hùng Thủy Kỳ, chuẩn bị sẵn thuyền dự bị lương thực, tụ hợp với nhau cùng nhau đón nghĩa phụ của ta. Giáo chủ yên tâm, mọi việc xin cứ giao phó cho tôi. Được, vậy ta đi. Xin cáo từ. Mùi hết hồn à? Đang làm gì? Mùi đang giá áo, không thể cho ai coi được. Hả? Giáo chủ ca ca, sao đi lâu vậy? Không có gì, đi đó đây coi thôi. Giáo chủ ca ca. Giáo chủ ca ca, đang suy nghĩ gì đó? Tiểu siêu, Quỳnh phải đi tới một nơi rất là xa, không có tiền dẫn muội đi theo. Nhưng mà Quỳnh đã kiếm được một chỗ, muội có thể tới đó ở tạm. Giáo chủ ca ca, không có thèm muội nữa sao? Không thèm muội nữa có đúng không? Tiểu siêu, chỗ đó rất là xa, hơn nữa không biết lúc nào mới có thể trở về được. Trong sơn động ở trên đỉnh Quang Minh, mùi đã quyết định mùi sẽ vĩnh viễn phụng sự cho huynh. Huynh đi tới đâu thì mùi theo huynh tới đó, trừ phi huynh giết mùi thì mùi không có theo huynh. Có phải là không có thèm mùi nữa, không muốn có mùi ở bên cạnh? Tiểu siêu, mùi cũng biết Quỳnh thích mùi lắm mà, phải không? Hay là gì, khi về tới Quỳnh sẽ kiếm mùi liền. Giáo chủ ca ca, nguy hiểm cỡ nào mùi cũng không sợ, hãy dẫn mùi đi theo chung có được không? Quỳnh thú thật nói với mùi, Quỳnh và Triều Minh ra biển, trên biển sẽ là nguy hiểm, sao mùi phải cùng chung mạo hiểm? Quỳnh đi chung với Triệu Mẫn cô nương thì mùi lại càng phải đi theo. Chuyện gì mà cần phải theo?
cô ta tính tình rất là độc ác, ai biết cô có làm ra chuyện gì hay không. Có muội ở bên cạnh chăm sóc cho huynh cũng là tốt. Thôi được, huynh hứa với muội. Hễ như nói trước, nếu như ra tới biển muội say sống thì đừng có kêu cực khổ. Không có, nếu như muội làm cho huynh thấy không vui thì cứ liệu muội xuống biển cho cá ăn là được. Huynh làm sao nỡ lòng. Muội thay áo cho huynh nha. Ừ. Sao lại thở dài? Người mà huynh không nỡ lòng thiệt quá là nhiều, giống như là Triệu cô nương của phái Nga Mi, và còn Triệu cô nương của Nhữ Dương Dương, không biết còn bao nhiêu cô nữa. Làm sao mà coi trọng con tiểu nhà đầu này chứ. Tiểu siêu, muội đối với huynh tốt, huynh đương nhiên là biết được. Không lẽ mà nghĩ huynh là người vong ơn bội nghĩa, không biết cách làm người sao? Muội không có yêu cầu huynh phải đối xử với muội thế nào, chỉ cần huynh chịu cho muội vĩnh viễn ở bên cạnh để phục dịch cho huynh, làm tiểu nhà đầu cho huynh là đủ lắm rồi. Xoay người lại. Nè, nhớ chủ ca ca. Muốn khóa tay huynh à? À phải.